mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Có người đã được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai? Để tôi trả lời cho những người sai chúng tôi đi, ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, giáo hội hôm nay mời gọi chúng ta cùng nhau vui lên. Ngay cả phẩm phục, màu sắc của ngày lễ cũng khác. Trong màu tím của mùa đợi chờ lại có màu hồng của niềm vui. Trong những bài ca trời cao xin đổ mưa xuống, xin đổ mưa xuống, thì lại có bài ca hãy vui lên vì Chúa đã đến. Nhưng vui như thế nào? Hẳn chúng ta biết có nhiều cuộc vui. Vui vì thành công trong công việc, vui khi ước vọng được toại nguyện, khi dự tính được hoàn thành, vui khi lâu ngày gặp lại người thân. Và chắc chắn cả giáo xứ chúng ta sẽ vui khi công trình làm trần gian trung thánh và trần nhà thờ hoàn tất, không bị dở dang và cũng không thiếu nợ. Nhưng vui theo nghĩa kinh thánh lại sâu hơn. Đó là trạng thái mà con người được đầy tràn ơn Chúa, được dư đầy thánh thần. Trong bản văn của Isaiah mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 đã phát hòa ra cho chúng ta chân dung của đấng thiên sang, của chồi non nhà David, của đấng cứu thế. Đấng ấy được đầy Chúa Thánh Thần và thi hành sứ mạng loan báo năm hồng ân của Thiên Chúa, năm mà mọi người được giải thoát, giải thoát khỏi cảnh tù đầy của tội lỗi, của ma quỷ đang kìm hãm con người chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi cảnh vướng bận của gian trần mà hướng về nước trời, và chữa lành cho mỗi người chúng ta cả về tâm hồn và thể xác. Năm mà con người không còn bị nô lệ, nhưng được trả tự do và hưởng dụng mọi tài nguyên trên trái đất. Trái đất ấy đã được Thiên Chúa biến đổi nó, không còn bị ảnh hưởng bởi tội nguyên tổ. Trái đất ấy, Gioan đã nhìn thấy, đó là trời mới đất mới,
nơi đó công lý ngự trị. Năm, mà công bằng được tôn trọng, bình đẳng của mọi con người không ai xúc phạm, bởi mọi người là con Thiên Chúa. Qua việc đấng thiên sai trở thành người như chúng ta, Ngài đã trả lại cho chúng ta cương vị làm con của Thiên Chúa mà Adam Eva đã đánh mất khi ông bà phạm tội. Vui vì sứ mạng của đấng siêu thiên sai sẽ đến. Sứ mạng ấy là loan báo tin mừng cho những người nghèo khổ, là băng bó những vết thương của những tấm lòng tan nát, là công bố ân xá cho tất cả mọi người hiện diện trên trần gian. Những người nghèo khổ, những người bị tra đạp, những người bị xã hội và tập cộng đoàn hất hủi, những người đó sẽ được đón nhận tin mừng. Những vết thương lòng của mỗi người chúng ta bị tan nát bởi tội lỗi, bị hoen ố bởi nguyên tổ, chúng ta sẽ được Ngài băng bó chữa lành vết thương ấy. Từ đó quyền con người được Thiên Chúa bảo vệ, quyền ấy được sống đúng với nhân phẩm của mình, quyền ấy được tôn trọng và được hưởng niềm vui tự do. Sứ mạng của đấng cứu thế nhằm biến đổi mọi người trở thành con cái của Thiên Chúa. Từ đây Thiên Chúa với con người liên kết với nhau trong sự hiệp nhất thánh thiện, con người liên kết với nhau trong sự an bình. Một xã hội công bình, một tình huynh đệ giữa anh chị em với nhau được quy tụ xung quanh Đức Giêsu, và Ngài khoác cho nhân loại một áo choàng công chính và cứu độ. Như thế, tôi mời gọi ông bà anh chị em cùng tôi, chúng ta đón nhận niềm vui này. Nhưng làm sao để đón nhận niềm vui, sứ mạng mà đấng thiên sai mang đến cho chúng ta? Trước tiên, bản văn của thánh Phaolô gửi cho tín hữu Thessalonica mời gọi chúng ta mở toang lòng mình để đón nhận thánh thần. Ngài nói: anh em đừng dập tắt tác động của thánh thần, hãy để cho thánh thần làm việc, hãy để cho thánh thần hoán cải, hãy để cho thánh thần làm cho chúng ta được nảy sinh mọi sự tốt đẹp, mọi hoa quả của thánh thần. Hoa quả đó là bác ái, là hoan lạc, là bình an, là cao thượng, là tận tâm, nhân từ, tín thác, hiền lành và tự chịu. Khi tâm hồn chúng ta mở toang ra cho thánh thần, thì Ngài đến để rồi mỗi người chúng ta được biến đổi theo cách thế của Chúa Thánh Thần. Mỗi người được biến đổi một cách khác nhau, bởi vì chúng ta là những nhân vị khác nhau, những con người khác nhau, sống trong hoàn cảnh khác nhau, gia đình cũng chẳng giống nhau. Chúa Thánh Thần sẽ là người hội nhập tất cả những cái khác nhau đó để biến đổi chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Thứ hai, để đón nhận niềm vui này, chúng ta trở nên người nghèo của Thiên Chúa. Người nghèo là người được Thiên Chúa chúc phúc. Mà ngay từ khi đi loan báo tin mừng, với lời đầu tiên của bài giảng trên núi, Đức Giêsu Kitô đã bảo: phúc cho những ai nghèo khó. Và tin mừng trước tiên được loan báo cho họ. Người nghèo cũng là đối tượng mà Chúa Giêsu yêu. Họ được Thiên Chúa ban đầy hồng ân vì lòng họ sẵn sàng và khiêm tốn đón nhận.
những người nghèo hèn bé mọn của Thiên Chúa, chúng ta thấy rõ trong Kinh Thánh. Zacharia, Elizabeth, mẹ Maria, thánh cả Giuse, đám mục đồng Simeon, bà Anna, dân tiền hô, nhóm môn đệ và đoàn dân nghèo đi theo Đức Giêsu Kitô để nghe Ngài giảng. Đó là một xã hội nghèo của Ngài, và từ đó trở thành giáo hội của người nghèo. Giáo hội đón nhận người nghèo, giáo hội làm cho người nghèo giàu bởi ân sủng của Thiên Chúa. Một giáo hội nhẹ lòng với cuộc cải trần gian mà ít bận tâm về những vật chất, để thanh thoát và mở rộng tâm hồn đón nhận tác động của Thánh Thần Thiên Chúa và biến đổi giáo hội. Trong đó có hàng giáo phẩm, tu sĩ, giáo dân trở thành những con người tự do của Thiên Chúa. Hai nhân vật, hai mẫu gương mà chúng ta tìm trong mùa vọng, đó là Trinh Nữ Maria và Gioan Thầy Giả. Cả hai đều là người nghèo của Thiên Chúa, nhưng lại giàu vì các ngài đầy thánh thần, và vì thế lòng các ngài tràn chứa niềm vui. Chúng ta thấy rõ Gioan Thầy Giả thì nhảy mừng trong lòng khi Elizabeth gặp mẹ Maria, còn mẹ Maria thì ca lên bài ca Magnificat: linh hồn tôi ngợi khen Chúa vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đó là niềm vui của hai nhân vật, một khép lại cựu ước mở ra tân ước, hai mẹ của Thiên Chúa Đức Trinh Nữ Maria. Và nơi niềm vui của hai đấng này sẽ được cất lên trong giáo hội, trong mỗi người chúng ta, không những chỉ là Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, nhưng cả cuộc đời của chúng ta phải là bài ca hãy vui lên vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay có niềm vui của mẹ Maria, có sự nhảy mừng của Thánh Gioan khi chúng ta đón nhận Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ nhân loại, và hạnh phúc hơn trong năm nay khi Đức Giáo Hoàng mở ra năm hồng ân, năm thánh Giuse. Để rồi chúng ta mỗi người hết thảy chiêm ngắm thánh Giuse, suy tư tìm hiểu về những nhân đức và đặc tính của Ngài, bởi Ngài là đấng quan thầy của giáo xứ, là quan thầy của gia trưởng, là quan thầy của phần đông các anh các ông, là gia trưởng trong gia đình. Và từ việc chiêm ngắm thánh Giuse, tôn kính Ngài, suy tư học hỏi về đức tính của Ngài, cùng với việc kết hợp trong thánh lễ với Đức Giêsu Kitô, rước mình máu của Ngài, hiệp ý với Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta lãnh nhận ơn toàn xá mà Tòa Thánh Bộ Ân Giải Tối Cao đã mở cho chúng ta mỗi thứ tư hàng tháng, hàng tuần và ngày 19 hàng tháng. Khi chúng ta làm việc kính thánh Giuse, chúng ta được nhắc lãnh ơn toàn xá ấy. Đó là niềm vui của cả giáo hội, đó là niềm vui của chúng ta. Để rồi từ đây niềm vui ấy được lan tỏa ra trước tiên cho gia đình, cho vợ, cho chồng, cho con, cho những người chúng ta gặp gỡ. Và điều tôi ao ước, niềm vui ấy còn được lan đến những anh chị em lương dân đang sống bên cạnh chúng ta, bởi anh chị em lương dân ở vùng Mỹ Hội rất yêu mến và kính yêu thánh Giuse. Họ vẫn đến với Ngài để khẩn cầu, để xin ơn, và không ơn nào
mà Thánh Giuse không trao cho họ. Xin cho niềm vui của ngày thứ ba mùa vọng, niềm vui của năm Thánh Giuse mở ra cho chúng ta nhiều ân phúc mà nhờ sự hy sinh chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa. Amen. Tôi tin kinh một Thiên Chúa.